Rồi. Chị bác lên nằm kia là lên. Rồi lên. Rồi cho mình thẳng cái người này, cái người thẳng này. Đó. Đó. Để mới bấm thôi, phải xéo người luôn. Bây giờ mình mới bị cái chân bên phải, tay bên phải. Giờ mình mới bấm vậy này, giờ mình. Nó đau đã quá, bà nói đã. Đã chết liền rồi. Đau ghê. Khi mình bấm á, mà bên đây á, mà nó liệt thiệt á, thì nó sẽ giật bên đây. Nhưng bây giờ mình bấm bên đây á, nó chỉ giật bên đây, không có nghĩa là bên đây nó không có liệt. Hiểu không? Bây giờ mình bấm luôn hai chân bên. Không sao. Mọi người khi mà mình bấm người ta nói đau thì ơi thì mình biết mình là thầy đau chứ ba không có đau. Là nó nhìn á, thầy thầy ơi em đau quá thì là biết là bả đau. Thầy đau quá thầy ơi, mình biết là mình đau là ba không có đau là mình cứ bấm. Thực ra là ở đâu cũng không có nhiều đó. Rồi nhịn ăn mấy ngày rồi? Dạ 4 ngày, 5 ngày vậy rồi. Rồi khi mà nhịn ăn đó là có hốc không khí không? Có. Rồi có trường đá nóng không? Dạ không, nó nóng, kêu tốt mà, hôm nay mới đi được. Đâu thầy. Thôi là ra nó sẽ hướng dẫn mua đá đi trường nha. Có được, mới nay mua được. Rồi chứ? Mua trường đá được. À, thầy Trơm được rồi hả? Được rồi. Đâu có thầy. Hả? Tao nói gì? Không nghe đâu. Không nghe gì vậy? Rồi, quay đầu lại. Rồi, quay đầu lại. Quay đầu lại. Đừng cái lưng nha, cho lưng lên trước này. Dạ, đi đâu hả? Đâu đâu? Hồi trước bây giờ nó bị dính hết. Ép vô rồi. Ra là khi mà mình lấy ra hết thì bà xuống mất. Bà rên la đó là rên xuống. Đã mà. Đã không? Đã. Trời ơi, không có hôm nào đẹp như hôm nay. Rồi quay qua. Rồi sướng chưa? Trời ơi, nghe cái người nó rãng hết em. Đau không? Dạ đau. Đau luôn. Khi nào mà mình giữa mà mình thấy làm cái lưng xong rồi nó đau luôn là mình thấy sướng rồi. Rồi giờ hết đau chưa? Đó rồi em. Rồi bây giờ bắt đầu mình đứng dậy mà đi một mình, không nhờ ai hết. Mọi người tránh ra giùm. Đó. Bây giờ phải đi ngon rồi. Rồi cứ đứng dậy. Cứ bình tĩnh mà đi. Rồi. Đi thẳng rồi luôn. Đi qua kia luôn. Đi rồi, ngon lành. Rồi. Rồi, quay mặt qua đây. Đó, một mình thôi. Rồi, từ từ cứ bình tĩnh.
rồi từ từ rồi, rồi. Ngon lắm, đình chân lên từ từ ha nha, từ từ bây giờ bắt đầu luôn, bãi con thỏ bãi nhào xuống giống không, không có nhào, bây giờ phải giữ rồi, vì khi á mà chỉnh cái tái cái cuối cùng của bà đó thì nó đã ổn định trở lại rồi, nó vững vàng trở lại rồi. À, cô gái hả? À, rồi thôi ngồi đó đi. Nè, một chút xíu là nên đi bị ba còn học cái buổi chiều đó mà. Thành ra là chiều ở đây mọi người còn dần bả nữa. Thành ra là thôi cho cô này vô dự nha. Để cho cô về cô làm cho bà mẹ. Ok. Bây giờ á đừng dỗ dỗ luôn. Bây giờ sao rồi? Thấy sao rồi? Ê, hết cái lưng luôn á. Anh ra về là phải chồm, trưa nay phải chồm lưng ha. À, thì hồi trước giờ là thấy ba đi ngon lành chưa? Bữa nay cho đi để mà đánh giá nha. Rồi, bây giờ bà đừng nghĩ tới cái lưng nữa. Bà mà nghĩ lưng, kéo lưng nữa. Cho ba nằm xuống. Ờ, nói vậy á. Mình mà không xử bà là bà làm tao. Nằm xuống. Rồi. Quay qua đây. Quay qua đó, đúng rồi đó. Ok. Sao hồ đó, đây nãy tao đẹp không? Đó. Rồi quay bên kia. Đây bà nói cho mình nhịn nhữ quá quá. Bữa nay á, đi khám một
tay mà không có đỡ. Bữa nay á là mình mới chỉnh cái cuộc sống này ha. Mọi người ngày mai sẽ thấy bà chạy cho coi, bà đi nhanh cho coi. Bởi vì cái bà dừng đang riêng cái cuộc sống hết rồi. Trường đá mới được. Bây giờ về trường đá tức trường nha. Ở đây có lò nướng, mướn nhà kế bên đây phải không? Rồi về mà đây bên đây nó có đồ, không có đồ nướng đá thì qua đây nướng, nướng sáng đem về làm cho bà. Okay. Hốt đi anh em. Trường game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.